Trời ơi, hai cái đứa này làm cái gì mà mặt mũi như thế này đây hả? Cái mặt con này đâu chết rồi, trời ơi cái mặt em này thấy không, sao lại đi bôi son như em thế này? Nào đưa đây mẹ cắt đi nào, thôi không bôi nữa, không nghịch nữa, chết rồi, phá hết đồ của mẹ ra đây rồi. Con đưa cái túi đây cho mẹ, nhanh lên đưa cái túi đây cho mẹ, nhặt hết đồ vô cho mẹ, bỏ vào đây. Hai chị em thế nào, đổ ra, bỏ hết đồ vô đây cho mẹ. Chết rồi, tay chân này, ui trời ơi thấy không, tay chân này rồi cái mặt em ti ti này. Thế là ti ti vẫn còn nghịch à hả? Không nhặt đồ vô cho mẹ mà vẫn còn nghịch hả? Trời ơi này, đồ của mẹ này thấy không, phá chưa, chết rồi, hỏng hết đồ của mẹ rồi. Đó, cắt hết đi cho mẹ, nhanh lên, hai chị em ra đây chị phạt, nhanh lên, nhặt hết vô cho mẹ. Đi đi nữa, xuống đây nhặt, nhanh lên. Cái này nữa nè, đây nó con bỏ vô cho mẹ. Đi đi quay lại đây, trốn đi chơi hả? Nè cái tay lấy ra nghịch này, cái tay lôi đồ của mẹ ra nghịch nè, hư quá. Hai chị em ở nhà chơi nha. À, hai chị em ở nhà chơi mà nghịch phá của mẹ thế này đây, bỏ vô đây cho mẹ, rồi bỏ vô đây. Tí tí không có lôi ra nữa, mẹ mắng cho nhá, đánh đòn hai chị em nhá. Rồi hết chưa, dây cột tóc của mẹ nữa đó, thấy chưa, bỏ nhặt hết vào đây cho mẹ. Rồi nhặt cái này nữa, đang còn dây đây, rồi đang còn dây, hết chưa, hết đồ chưa? Rồi để mẹ cắt xong rồi mẹ ra mẹ rửa cho hai chị em, xong rồi vô mẹ mới phạt, thấy chưa? Bây giờ hai chị em ra rửa tay rửa chân nhá. Rồi đi, hai chị em ra rửa tay rửa chân đi nào. Đứng lên, con đứng lên. Đi đi nữa. Đứng lên. Này, đứng lên, đi đi đứng lên. Ra đây. Không có bám chân này. Đi ra đây. Đi ra đây, đi đi. Ra rửa tay rửa chân, rửa mặt chỗ nào. Thế đi thả chân mẹ ra, đi bỏ vô, đi vào đây. Rồi, rồi chị em lại nhiều lấy đồ ngồi, ngồi xuống. Thế đi ngồi đây, ngồi bên đây. Mẹ ăn mẹ lại khăn, mẹ lau cái ngọc trước nha. Rồi ôi tay chân này, mặt mũi này. Đi đâu rồi, trốn không? Cái mặt còn đây. Rồi chị em.
em ngày son của mẹ tìm em nó đây rồi. Từ nào thì em tay đây thấy không, tính như này rồi giờ sao rửa đi đây. Tí đi nữa, tí em mẹ rửa cho sạch đi nào. Tí đi nào, ngã nào con, ngồi đây rửa cho xong. Mẹ rửa tay này hả, nó rửa không đi luôn đây này. Đây ừ. Rồi tay của con đây, rửa cho sạch đi này đấy. Rồi tay này nữa. Thì Thi giờ cứ nghịch yêu tí là mẹ mới phản cho nhá. Từ nào Thi Thi, ngồi xuống. Trời ơi cái mặt này, thấy không? Thấy cái mặt không? Cái mặt chị em nghịch ngợm thế này đây. Giờ lau sao cho sạch. Ừ. Em mẹ lau cho em nè. Đấy, bôi hết mặt mũi này. Lau này là sao sạch. Con đừng có nhích chân mẹ xem nào. Bôi mặt em ướt hết người mẹ giờ. Đó, giờ rửa làm sao sạch mặt em đây. Em mẹ rửa tí, hơi đau tí. Rửa cho sạch cái chiếc đấy, cái mặt như này đây. Không sạch được rồi, để sao đây. Đó. Nào, thế đi ra mẹ rửa nào. Ướt hết rồi mà mặt em không sạch. Đây nào, Titi, lên tay mẹ. Lên tay mẹ nào. Đi. Đứng lên, đi. Ướt hết rồi mà không sạch được tí nào đâu này. Ngồi đây mẹ phạt thai chị em nào. Đây, cả em cả chị đây, mặt mũi thế này đây. Thì đi ngồi lại đây, lại còn thích lôi ra để mọi người cả đây này nè nè. Đi lại đây đây, làm sao mà lấy son của mẹ nghịch ra thế này, cái mặt mũi này thấy không, mặt rửa không sạch luôn đây này. Con bôi lên cho em đây đúng không, con bôi hay em bôi? Đi lại đây nào, cái tay này, cái tay hư mẹ đánh đòn nha. Nè, hư nè, chị nữa, chị đưa tay ra đây. Tay của chị hư nhá. Đằng sau không có lấy son của mẹ nghịch nghe chưa. Không lấy đồ mẹ nghịch nhá. Chị Ti nữa nghe chưa. Chị Ti không chịu nghe là mẹ đập nhá. Chị Ti, đây, đó ngồi đây cho mẹ. Ngồi đây cho mẹ. Chị Ti lại đây ngồi. Hai chị em, đứa nào phá của mẹ, đứa nào lấy ra trước. Titi, à Titi còn người cả, Titi còn người cả. Thế mẹ mắng cho Titi một trận nào. Nào, Titi nhá. Hư nè, Titi hư nè. Của chị Gấu đâu, tay chị Gấu đâu. Tay chị Gấu nhá. Chị Gấu cũng hư nè, đánh đòn chị Gấu nhá. Lần sau không có người của mẹ nữa nghe chưa. Gấu, lần sau không người của mẹ nữa nhá. Rồi, cả em Titi nữa nghe chưa. Cái này là không phải cái nghịch được đâu này. Con thả tay ra, thả tay ra mẹ phạt nào. Thả tay ra nhá, không được nghịch nghe chưa. Đi đi nữa nhá. Đi đi ngồi xuống đây. Này hai chị em con bỏ tay ra. Bỏ tay ra mẹ đầm này. Con để tay xuống đây. Con khoanh tay lại cho mẹ. Khoanh tay lại cho mẹ. Khoanh tay lại dạ mẹ nào. Nhanh lên. Rồi khoanh tay lại dạ mẹ. Đi đi ngồi xuống đây. Khoanh tay lại dạ mẹ. Nhanh như mẹ tha cho. Khoanh tay lại. Bố quanh tay lại, rồi dạ, dạ mẹ đi, dạ to lên, đi đi nữa, ngồi xuống đây quanh tay lại dạ mẹ, nhanh lên, nhanh không mẹ đánh đòn, rồi đi đi quanh tay lại dạ mẹ, nhanh lên, nhanh không mẹ đánh đòn, lần sau không có nghịch của mẹ nữa nhá, đâu nhá, hai chị em đi chưa, không nghịch của mẹ nữa nhá, nè, hư nè, mẹ đánh đòn nè. Ngồi yên. Hai đứa ngồi yên. Nghịch ngợm. Đấy là nghịch mẹ đọc đấy nhé.
nghe chưa? Đứa nào nghịch mẹ tạt vô cái tay này này, nghe chưa? Không có nghịch nờ nữa, nghe chưa? Gói vòng tay lại cho mẹ. Đi đi vòng tay lại. Đây. Sao không muốn nghịch nữa nha? Mẹ tha cho lần này thôi, nghe chưa? Ừ. Đi đâu? Mẹ đi đâu? Ba. Bò hả? Thế cho mẹ cái này. Không. Cái này đó. Rồi, Titi không chơi mẹ hả? Titi không chơi mẹ hả?